Thưa quý vị, mới đây Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép ứng dụng phần mềm mô phỏng hoạt động giao thông, phần mềm đo đếm lưu lượng phương tiện làm công cụ phân tích một cách trực quan, giúp cho công tác tổ chức giao thông hiệu quả hơn. Đề xuất này hiện đang nhận được sự ủng hộ từ nhiều người tham gia giao thông với kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Công nghệ đếm phương tiện và mô phỏng các tình huống giao thông đã được nhiều quốc gia trên thế giới ứng dụng và cho thấy nhiều hiệu quả tích cực. Các chuyên gia đánh giá việc ứng dụng phần mềm đếm xe và mô phỏng tình huống giao thông tại Hà Nội sẽ là bước tiến lớn trong việc xây dựng dữ liệu phương tiện và mạng lưới giao thông đô thị. Từ đó, các cơ quan quản lý có thể đánh giá đúng được thực trạng giao thông và có hướng đi đúng đắn hơn trong các mục tiêu tổ chức, phát triển giao thông ngắn hạn và dài hạn của thủ đô. Ngoài ra, ứng dụng phần mềm hiệu quả còn góp phần tiết kiệm chi phí, giảm được nhân lực của các lực lượng chức năng phải làm việc trực tiếp trên đường. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 2, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức bốc thăm lựa chọn cán bộ thuộc nhiều bộ ngành để xác minh tài sản thu nhập. Đây là năm thứ hai Thanh tra Chính phủ cùng các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập triển khai việc bốc thăm để thể hiện tính trung thực của cán bộ trong kê khai tài sản. Sẽ có 67 cán bộ của nhiều bộ ngành được Thanh tra Chính phủ lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên để xác minh tài sản thu nhập. Theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan tổ chức đơn vị có người được xác minh năm 2023 gồm Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Thời điểm tiến hành xác minh tài sản thu nhập của những người trong danh sách là 3 quý tới của năm 2023. Thưa quý vị, theo báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại vào tháng 1 năm 2023 của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2023 ước đạt 25,08 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,44 tỷ đô la Mỹ, giảm 18%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đạt 18,64 tỷ đô la Mỹ, giảm 12%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 giảm 21,3%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm 27,1%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, giảm 19%. Trong tháng 1 năm 2023, đã có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, gồm điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, phương tiện vận tải và phụ tùng chiếm 66,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Do đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến trong tháng 1 năm 2023 ước giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 21,52 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức cuộc kiểm tra khảo sát cho học sinh lớp 12 vào tháng 4 để tập dượt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin để giúp học sinh lớp 12 tập dượt đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Sở đang xây dựng kế hoạch tổ chức đợt khảo sát toàn thành phố. Thời gian tổ chức khảo sát dự kiến trong tháng 4. Đối tượng tham gia khảo sát là học sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông, công lập, ngoài công lập và học viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội. Năm học 2021-2022, kỳ khảo sát học sinh lớp 12 của Hà Nội diễn ra trong 2 ngày, ngày 22 và ngày 23 tháng 4 năm 2022, với khoảng 90.000 học sinh tham dự. Đề thi sẽ là đề chung do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng trên cơ sở cấu trúc đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Công tác chấm thi được tiến hành nghiêm ngặt theo đúng nguyên tắc của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo quy định các đơn vị nhà trường không bắt buộc phải sử dụng kết quả bài kiểm tra, khảo sát. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành, Suối Tiên. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên hoàn thành thi công vào cuối quý 4 năm 2023. Thời gian kết thúc dự án từ năm 2024 đến năm 2028. Trong đó, thời gian thông báo khiếm khuyết bảo hành công trình xây dựng của các nhà thầu trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2025. Thời gian hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng từ năm 2024 đến năm 2028. Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ quyết định phê duyệt của Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, số liệu tính toán,
bố trí đầy đủ kế hoạch các nguồn vốn cho dự án, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau các trận động đất đã tăng lên ít nhất 12.049 người và hy vọng tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát đang nhạt dần. Cơ quan phòng vệ dân sự của Syria cho biết có 2.992 người ở khu vực Tây Bắc nước này đã thiệt mạng vì động đất, hơn 2.850 người khác bị thương. Trong khi đó, số người tử vong ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chạm tới con số 9.057. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới thăm tỉnh Hatay, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì động đất với hơn 3.300 người thiệt mạng. Toàn bộ khu vực lân cận bị phá hủy. Ông thừa nhận những thiếu sót trong việc ứng phó với trận động đất 7,8 độ Richter. Động đất đã phá hủy đường băng ở sân bay Hatay, càng làm gián đoạn việc ứng phó. Đội cứu hộ từ hàng chục quốc gia đã tham gia tìm kiếm nạn nhân cùng với hàng nghìn nhân viên cấp cứu địa phương. Tuy nhiên, quy mô tàn phá của động đất và những đợt dư chấn mạnh của nó quá lớn, khiến nhiều người vẫn đang chờ sự giúp đỡ. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8 tháng 2 đã bất ngờ đến thăm Anh nhằm hối thúc London tăng cường viện trợ vũ khí, khí tải cho Kiev. Đây là chuyến thăm Anh đầu tiên và là chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine cách đây gần một năm. Trong cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Rishi Sunak, ông Zelensky đã nhận được cam kết từ London sẽ tăng cường chuyển giao thiết bị quân sự ngay lập tức cho Kiev, cũng như mở rộng chương trình huấn luyện cho thủy quân lục chiến và phi công máy bay chiến đấu của Ukraine. Hiện 10.000 binh sĩ Ukraine đã tham gia chương trình huấn luyện của Anh và dự kiến con số này sẽ tăng gấp đôi trong năm nay. Tiếp sau Anh, ông Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào ngày 9 tháng 2, theo lời mời của lãnh đạo khối này. Thưa quý vị, Nhà Trắng sẽ sớm công bố hướng dẫn thúc đẩy sử dụng hàng hóa sản xuất tại Mỹ trong các dự án cơ sở hạ tầng do chính phủ tài trợ. Trong thông điệp liên bang công bố vào ngày 17 tháng 2 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cao phương án yêu cầu sử dụng vật liệu xây dựng được sản xuất tại Mỹ trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng liên bang. Ông Biden nhấn mạnh khi thực hiện các dự án này, các đơn vị nên mua vật liệu được sản xuất trong nước và khẳng định điều này phù hợp với quy định thương mại quốc tế. Ông Biden nêu rõ các quy định mới sẽ đảm bảo sử dụng các hàng hóa sản xuất tại Mỹ như gỗ sẻ, kính, tấm vữa, dây cáp quang. Hướng dẫn mới sẽ được Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng OMB công bố trong ngày 8 tháng 2 dưới sự hướng dẫn của Quốc hội Mỹ dựa trên luật cơ sở hạ tầng năm 2021 với khoản ngân sách 1.000 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 2, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đánh giá các ngân hàng trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone có đủ nguồn vốn dự trữ để ứng phó với các cú sốc có thể xảy ra và đang hưởng lợi nhờ lãi suất tăng, nhưng cần sớm khắc phục những yếu kém trong công tác quản trị. Với năm 2023, ECB sẽ chỉ tăng nhẹ yêu cầu về tỷ lệ vốn dự trữ với các ngân hàng lên mức khoảng 15% giá trị các tài sản có trọng số rủi ro, cao hơn không đáng kể so với mức 14,7% được áp dụng trong năm 2022. Nội dung báo cáo đánh giá thường kỳ về tình hình của 115 ngân hàng trong Eurozone mà ECB phụ trách, giám sát, có đoạn nêu rõ các ngân hàng đang có sức chống đỡ tốt, phần lớn có vốn dự trữ cao hơn yêu cầu. Tuy nhiên, các ngân hàng trong Eurozone vẫn còn đương đầu nhiều thách thức và cần khắc phục những yếu kém đã tồn tại dai dẳng, đặc biệt là về các khung quản trị và kiểm soát rủi ro.